Chào mừng anh em đến với Xế Ngọng Vlog. Hôm nay lại giới thiệu đến anh em một cái này gọi là tăng trung tâm. Trăng tăng trung tâm lúc mình đặt thì thực sự là mình nghĩ nó cũng không thể nào là mà rộng khủng khiếp như thế này. Đấy, mình cứ nghĩ nó chỉ to hơn cái lều của mình một xíu thôi, nhưng mà đây các bạn có thể thấy cái lều lấm của mình đây. Đấy, lều lấm 3 mét và khi nó ở cạnh cái tăng trung tâm này. Đó. Thì nói luôn giá thành mình order về 2,2 triệu, thêm cái tấm phủ tre ở, nó có hai tấm phủ tre nữa nhá. Nếu mà anh em có thể che kín cái khu này lại này, che kín cái này lại. Đấy, xong lều, ví dụ như nhà mình có sử dụng lều lấm đây thì đặt cái lều lấm ra đằng sau.
À, ví dụ như cái đầu lấm này nhá, mà chuyển ra đằng sau này thì sẽ thành cả một cái khu sinh hoạt khá là đấy. Đây là mình quay mình chụp ảnh thì nhìn cho như này cho nó rộng rãi cho nó đẹp thôi. Đấy, thì nó sẽ có tấm che gió ở đây, tấm che gió ở đây. Nếu mà thêm hai tấm che gió là 2,7 triệu. Đấy, có đây nhưng mà mình nghỉ tí, mình để cái tấm che gió đây mình nghỉ tí mình quay luôn. Đó đây, khá là ưng ý. Cái này thì nếu như đi gia đình thì sẽ dựng thì sẽ hơi vất vả một chút, nhưng mà tuy nhiên thì cái không gian sinh hoạt rất là rộng rãi, trẻ nhỏ hoặc là ví dụ như đến mùa hè rồi, cái không gian này che nắng che ấy là khá là tiện, khá là rộng. Hoặc là đi 2-3 hộ gia đình thì chỉ cần một cái tăng này thôi, nó rơi vào khoảng 14-15 m². Đấy, đây anh em để thấy rộng rãi luôn. Đây như đây vợ mình ngồi bên trong nó thỏm. Đây vào không gian này các bạn có thể thấy này. Đấy rộng không? Cái bàn này là bàn nhà mình là bàn 1m2 nhá, mà nó còn một khoảng không như thế này. Nó còn khoảng như này. Đấy, và đây đằng sau này mình ngồi hết, có ra đằng sau đâu, ngồi giữa. Đây này, ngồi tiến hết về đằng trước luôn. Đó, mà nó được như thế. Mình thấy khá là ưng với giá thành. Với giá thành 2,2 triệu như thế này là quá tuyệt vời. Đó, thì cái tăng trước đây mình chơi, anh em hay gọi nó là tăng mái. Tăng mái như kiểu mái nhà ấy, tăng mái nhà ấy, thì là trước đây mình có ấy là 1,2 triệu và 1,5 triệu. Thì tùy chất, tùy kích thước và tùy hãi thì giá thành nó sẽ dao động từ khoảng 1,2 triệu đến 1,5 triệu. Nhưng mình thấy là nếu mà anh em nào mà chịu khó như kiểu lắp ghép ấy, bỏ chút thời gian ra dựng ấy, thì có thể chơi sang cái lều này, nó chỉ đắt hơn một chút thôi nhưng giá trị sử dụng mình thấy nó ổn định hơn rất là nhiều. Đây anh em có thể thấy này, dây chằng này, dây chằng ở góc này rất là dễ. Dựng thì đơn giản lắm, dựng thì đơn giản, không có gì khó cả. Mình có clip ở đoạn đầu ấy thì có thể thấy vợ chồng mình dựng mất đâu đó khoảng 10 phút nhé. Tổng thời gian khoảng 10 phút là dựng được lên cái này. Đó. Cái này là cái gì nhỉ? Mountain High hãng nhá. Hàng thương hiệu nhá, chứ không phải là ấy, mình hay chơi nội địa nhưng mà phải công nhận là cái Mountain High của cái này giá hợp lý mà chất lượng thì tuyệt vời. Ok. Đây giới thiệu với anh em cái miếng che của nó sẽ như thế này. Đây, che kín vào. Thì mỗi một lần mua thì sẽ là hai tấm này. Đấy, thì đây ví dụ như đang gió hướng này mình che đây thì nó sẽ kín gió. Ví dụ như anh em đi đâu mà gió lạnh ấy thì có thể che thành cái khu như này. Đấy. Thì có thể mua thêm nhiều tấm để mình quây kín được. Đấy, thì để mùa hở mùa đấy thôi. Và trong cái quá trình mình làm cái này này thì mình nghĩ ra, ví dụ như là anh em nào mà như kiểu không muốn đem nhiều đồ ấy thì có thể chơi độc cái tăng này không, và làm những cái tấm chắn như này. Và cái khu này thì anh em làm những cái giường như kiểu giường gấp ấy, dạng mình không nhớ rõ lắm vì mình không chơi cái đấy, thì nó có thể thành những cái giường mà cao cao lên như này, thành như kiểu dạng giường đơn ấy, nằm ở đây thì sẽ thành lều luôn. Như kiểu bình thường thì anh em ngồi như này nhưng đến tối đi nghỉ thì chỉ việc trải cái giường ra một phát rồi quây kín bốn xung quanh góc vào, thì cái này nó cũng có thể thành một cái lều. Đấy là như kiểu chơi dạng đơn giản thôi đấy, chứ không cần phải lều như kia kìa. Nó thì cũng có thể chơi như thế. Hoặc là đây mua thêm cái này là hai cái tấm này nhá, full vào là 2,7 triệu, thì anh em có thể chắn gió hoặc là lúc nào mưa ấy thì anh em ấy cái này lên thì sẽ không bị mưa gió, sẽ không bị bắn. Đó, khá là hay. Mình thấy cái tăng này sẽ ưng hơn là cái tăng mái. Giá thành nếu mà tính cả cái này nữa, tính cả cái này thì giá thành nó gấp đôi một cái tăng mái, nhưng mà giá trị sử dụng rộng rãi rồi dựng riếc các thứ rồi chắc chắn sẽ hay hơn, mình thấy hay hơn. Đó, đấy tùy anh em thôi, đấy nhé.